channel của Tiên. Hôm nay Tiên có hai người bạn Hết đặc biệt chút nào luôn. Hôm nay Tiên sẽ làm một cái video khác với mọi ngày chút xíu. Đó sẽ là tụi mình sẽ làm bánh và làm nước luôn. Hai cái loại thức ăn đang rất là thịnh hành bây giờ đó là bánh mì cream cheese bơ tỏi và cà phê Agoda, Aguda. Dalgona, đúng không? Đọc đúng không ta? Như là vậy á, Dalgona mọi người. Thì thay vì làm một cái đấu bánh luôn, tụi mình mua sẵn bánh ở ngoài tiệm. Mình chỉ làm cái nhân thôi. Thì cái bánh tụi mình mua là morning bread, thì mọi người có thể mua ở trong những cái trong bếp khó không mọi người? Bếp khó không? Có chứ. Mấy tiệm bánh ở đâu có. Thì bây giờ mình sẽ nói cho mọi người những cái nguyên liệu mà mình cần. Bánh mì morning bread, sữa tươi, heavy cream. Nếu mà bạn không có heavy cream thì mình có thể thay thế với sữa tươi cũng được, hoặc là whipping cream cũng được. Mật ong, mayonnaise, một trái trứng, tỏi băm, bơ với lại cream cheese và đường, là phô mai. Thì bây giờ Nguyên sẽ trong cái khâu cắt bánh ra thành hình ngôi sao giống như vậy. Tí nữa mình làm nhân á. Còn Sen làm cái nhân thì nhân tụi mình sẽ cần là cream cheese với đường, xong mình trộn lên thôi. Ok. Ê mọi người ơi, mình phải có cái đồ đánh khuấy lên hả? Đồ khuấy lên là một cái đồ để tí nữa mình sẽ lấy mình quét bỏ vô bánh. Tiên sẽ làm bơ tỏi để tí nữa mình nhúng bánh vô xong mình đem nướng. Thì cái này á, cái bơ nó rất là hay mọi người, nó sẽ có cái đếm luôn, ví dụ 25 cái này, từ đây tới đây 25 gram, rồi từ đây tới đây là 50 gram thôi luôn nè. 150 gram cream cheese bỏ hết luôn bé. Oh my god, cái này thơm quá. Cream cheese béo lắm, ăn với mì. Oh my god, rồi bỏ gì nữa Nguyên? 40 gram sugar. Đây nè mọi người ơi, thơm lắm luôn á. Nghe mùi giống như dầu ua. Ăn nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đóng cái trứng vô luôn. Bé 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 cái mũ bé. Mày là luôn. Cái garlic. Mày lên cho mọi người. Xong rồi đó, tỏi thơm quá. Lớp tỏi, Sen là phải đánh cho nó mịn nó luôn ha Sen. Mayonnaise. Right. Nope. Yes. Yay. Thấy không? Bao nhiêu rồi? 210 lần gạt qua 160 đi, 170 thôi được rồi. Rồi. Rồi, preheat đi, bấm vô cái này nè. Bây giờ đợi preheat một chút xíu. Ok mọi người, bây giờ thì tụi mình sẽ bỏ vào lò nha. Nó sẽ rửa chén nè mọi người. Giỏi vậy? Giỏi chứ. Tao mấy đầu rồi. Wow.
you can feel again. Please be nice. Please be nice. Yay! Okay, 15 phút. 10 tới 15 phút hả? Ừ. Ok. Thì bây giờ mình sẽ set timer bao nhiêu phút tiên? Bây giờ mình sẽ set timer 15 phút đi mọi người. Cho bánh nó chín hẳn luôn. Hay. Trong lúc mà tụi mình đợi làm bánh thì bây giờ tụi mình sẽ làm cái cà phê mà đang rất là trend hiện tại. Tiên sẽ để một cái hình ở đây cho mọi người thấy. Và cái cà phê này thì cũng rất là đơn giản luôn. Thì theo tỷ lệ 1:1:1 là một gói cà phê hòa tan là sẽ là bằng với lại lượng nước sôi là cũng bằng với lại cái lượng đường và cà phê. Ok. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ xem ra đúng sôi. Đúng sôi ạ. Rồi bây giờ mình xé hai bịch nha mọi người. Tu. Nguyên xé bịch, tiêu xé bịch. Quá. À với lại có sữa đây nha mọi người. Sữa nó tí nó bỏ sữa. Sữa tí bỏ sau bỏ dưới. Thì là mọi người canh cái lượng là bằng cái đường cà phê là ok rồi. Ví dụ như là cà phê hồi nãy mình múc ra bao nhiêu muỗng, bây giờ 4 muỗng thì là 4 muỗng đường luôn. Thì bỏ ra vậy đó. Có chứa 17 gram là 24 gram thì là sẽ là 24 gram đường. Nước sôi chín rồi nha mọi người. Thấy không? Nước sôi chín rồi. Nước sôi chín. Bây giờ Tiên sẽ bỏ nước sôi nha. Rồi, Tiên sẽ whisk vô trước và Tiên sẽ đưa Shane whisk. Phải khuấy cái này, phải khuấy đều với mặt tay, với đều tay. Rồi bé, Shane thấy mọi người. Kiểu phôm mì á. Phôm á, nó phải lên cái phôm á. Lên lên bỏ á. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra nó đá. Đá cho nó đá hả? Hả? Nó đá hả? Oh no. Nó gì sao? Chỗ đá các bạn. Mọi người đang lúc cách ly đó mọi người. Nhớ nhà làm bánh là làm theo tụi mình nè đó. Ngoài tao đánh nó tới cái này hả? Không, phải không. Nó phải bong cái bụng á. Tao làm quá bong. Sao mà làm quá bong được? Không hiểu vậy. Mì là cứng nhắc luôn. Không, nghĩa là mì là nó lên luôn. Đúng không? Không, sao nó đặt lại luôn. Không kỳ vậy. Tao bỏ xuống. À. Bởi vì cái tỷ lệ rất là quan trọng. Mọi người nên nhớ là nếu mà cái tỷ lệ là mà nó cũng hơi sai xíu thôi là nó khó bong. Ví dụ mình nhiều nước quá thì nó cũng bong được. Mà ít nước quá thì nó lại bị đắng. Biết rồi, chưa có gì. Nè, nè, ừ đúng rồi đó, chúng mình đang lấy mũi lấy mũi. Ê! Trời ơi, phát luôn. Rip my dress, guys. Trời ơi, cảm ơn Shen. Má, tôi cho nó vô đầu luôn á Shen. Ôi mọi người, Shen làm đẹp lắm, đẹp lắm. Ok, ra rồi nha. Ok. À đó mọi người, cái chất nó phải cỡ như vậy nè. Là ok nha. Đó, khi mà các bạn whisk lên á, là nó kiểu nó không có rớt xuống gì mà nó đặt lại như vậy là ok nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ sữa vô nha mọi người. Đây. Rồi chứ nha. So good. Yeah. Bỏ vô nha. Đó. Nó là nó là một cái foam vậy luôn á mọi người. Rất ngon nha, rất dễ ghiền. Ngon rồi. Yay mọi người. Yeah. Cheers. Woo. Bây giờ mình đợi bánh nữa nè. Ok, đợi bánh nữa là xong rồi đó mọi người. Mình uống được rồi đúng không mọi người? Uống được rồi đó, uống đi. Thấy sữa nha. Có hai bình em ăn. Ngon quá à. Ủa. Stop.
mọi người, bây giờ bánh nó xong rồi Tiên sẽ lấy ra nha. Thì cà phê là đã thành công rồi đó mọi người. Bây giờ Tiên sẽ lấy bánh ra. Tiên không lấy bằng tay á. À lấy bằng tay hả? Ừ. Xin quay cho mọi người xem thấy đi. Wow. Quá thơm quá mọi người ơi. Thơm mùi bơ tỏi á. Sao tụi mình đỉnh vậy ta? Oh my god. God. Look at that bread. Yeah. Mọi người ơi, trong thời gian ở nhà cách ly xã hội á, tụi đúng mình rồi. Khám phá được rất nhiều tài năng. Thật sự nha. Thật sự luôn. Thật sự. Thì là nó sẽ rất giòn á. Không mà bây giờ phải để nó đỡ nóng đã. Đúng rồi. Xong rồi mới ăn được. Nó kiểu nó hơi khô khô lại á. Yes. Trời ngon quá. Thơm mùi tỏi hơn. Đúng rồi bé. Ủa đi tiền. Ok mọi người, thì đã xong cái bánh này rồi. Và Tiên nghĩ là Tiên mong là nó sẽ ngon. Cho nên là giờ tụi mình sẽ ăn thử nha. Channel rồi, vô thêm. Lên mọi người. Bây giờ Tiên sẽ lấy một cái bánh ra cho mọi người xem. Uống sữa xong nhán nó. Đây là thành quả của tụi mình. Thơm lắm nha. Cắn chứ ơi. Bây giờ Tiên sẽ bẻ ra cho mọi người thấy. Bên trong đó là cream cheese nè. Đó, nó còn nóng luôn á mọi người. Tiên chi đại nguyên. Oh my god. Không béo quá thôi, ăn đi mọi người, ăn phần trước đi. Thì béo quá. Béo quá hồ. Béo không? Ngon. Ngon. Trời ơi. Oh my god. Ngon không vợ? Ngon không vợ? Nó kiểu bánh mì bơ tỏi nhưng mà rất là béo. Không, có được bơ tỏi mà bên trong có cream cheese tức ngọt. Đúng rồi. Cái này là cái này một cái là mix của một sự ngọt và mặn. Đó. Chắc tụi mình phải bán là The Angel's Cake. Hôm bữa mình định bán gà nữa. Thành công rồi. Mình bán tùm lum quá đó mọi người. Thôi giờ mình mở quầy, mình quầy bánh đi, mình bán cà phê, bán xe đẩy á. Không ngon này đó. Cái này không phải tao làm, tao không ngon thiệt. Cái này ăn nóng ngon. Nhưng mà để nguội hâm lại không ngon. Đúng rồi, ăn nóng luôn. Thôi mọi người nhớ là làm xong rồi ăn đi. Rất là ngon. Ok, vậy là hôm nay Phi Vũ làm bánh và phê đã thành công. Quá thành công, xuất sắc luôn. Quá, thầy có sợ làm cái này không thành công luôn. Mọi người đến nhà mọi người chén á, mọi người làm ăn nó chơi mọi người. Xong rồi nó tắt tụi mình vô nha mọi người. Làm rồi. Xong rồi tụi mình xem, tại mấy cái này á hình như hầu hết nhà cũng sẽ có. Không là mấy cửa hàng tiện lợi gần nhà nó đều có bán hết, nên rất là dễ luôn. Chúc mọi người thành công nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này của Tiên. Cũng như là lần này Tiên có quay một cái video trên channel của Nguyên và Sen luôn. Cho nên là mọi người muốn thì hãy lên channel của Sen và Nguyên đều coi nha. Đây là những cái video thật sự rất là thú vị. Và hôm nay Tiên đã có một thời gian rất là vui để làm bánh với lại mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở video sắp tới nha. Bye.